Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thu Anh, khi mà hát bài hát này cảm xúc của bạn như thế nào? Đúng như là Hansara nói là khi hát bài hát này em cũng khá là buồn. Bởi vì nhìn anh Will em thấy buồn lắm. Bà nghĩ đến cô ấy giờ bà buồn. Tức là muốn yêu Will mà yêu không được. Rồi bị thầm thương chậm nhớ qua bài hát này rồi buồn luôn. Không, em chỉ sợ là Will sẽ phải đi bán cua trọn đời. Em lo. Will. Ê, được quá ha. Sao chương trình này tôi bán đắt lắm luôn á.